Xin chào các bạn, hôm nay Rượu Ngon sẽ giới thiệu cho các bạn về chai vang Amitivo đến từ nhà làm rượu Cantele. Nhà làm rượu vang Cantele là một trong những nhà trồng nho và làm rượu vang truyền thống ở Salento, nước Ý. Chai vang Amitivo là một sự thử nghiệm độc đáo và cũng là một trong những chai vang được giới chuyên gia đánh giá cao nhất về sự pha trộn của hai dòng nho đỏ quan trọng nhất của vùng Puglia là Negro Amaro và Primitivo. Và tên gọi của chai vang là sự kết hợp của hai dòng nho tạo nên nó, Ama từ Amaro trong dòng nho Negro Amaro và Tivo là từ Primitivo. Những quả nho sau khi được tách vỏ và nghiền, quá trình ngâm ủ nước ép nho cùng vỏ nho sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày. Quá trình này diễn ra dưới nhiệt độ được kiểm soát và ổn định khoảng 26 độ C. Sau quá trình lên men, rượu sẽ được cho vào các thùng sồi và tiếp tục ủ trong thùng gỗ sồi 12 tháng. Trong khi Negro Amaro mang đến sự tươi mát và cấu trúc tannin vừa đủ, thì Primitivo lại mang đến sự cân bằng cho chai rượu thông qua hương vị của trái cây đỏ đậm đà. Amitivo có màu đỏ ruby đẹp mắt, hương hoa hồng và hương hoa violet tỏa ra nhẹ nhàng và kéo dài. Và vào đó là hương thơm của quả anh đào, quả lý chua, quả mâm xôi, cùng một chút nốt hương cay của tiêu đen và gừng. Trong vòng miệng sẽ cảm nhận được hương vị tinh tế của trái cây và một chút vị cay của gia vị. Tất cả hương vị được cân bằng làm cho Amitivo trở nên không thể xóa nhòa, sự mềm mại và hậu vị kéo dài, tạo nên những ấn tượng không thể quên về chai rượu vang này. Amitivo Cantele đã xuất sắc giành được 96 điểm tại Vino Wild Wine Selection vào năm 2021. Và hãy cùng follow Rượu Ngon để cùng tìm hiểu nhiều hơn về các sản phẩm về rượu vang nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.